tuổi đời chân đơn côi gót mòn đai lộ buồn đền đến bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng trong cùng đi vào dĩ vãng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau ngày nào tay trong xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em dọn kho thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất LOD của Hitachi. Con này hàng bãi Nhật nhé, rất là đẹp, độ đẹp còn khoảng 96% anh em nhé. Tuy là nó có xước xác sơn tí thôi nhưng không đáng kể đâu anh em nhé. Nó vận chuyển bao nhiêu chặng này về đến đây nó xước xác sơn trên cái nóc này chẳng ảnh hưởng gì. Độ đẹp còn khoảng 95-96% anh em nhé. Con này là thiết kế giả 4 thớt nhưng mà thực tế nó là liền khối anh em nhé. Liền thớt đây, anh em nhìn này. Đấy, nó là liền thành một cục luôn anh em nhé. Liền thành một cục luôn, chỉ có cái thớt bên dưới này là thớt CD này thì là nó rời ra thôi. Thớt CD này thì chỉ để làm cảnh anh em nhé, không có tác dụng. Con này em chỉ bán với cái giá là anh em dùng âm ly thôi anh em nhé. Âm ly để cắm điện thoại, máy tính và các thiết bị ngoại vi vào để nó khuếch đại âm thanh lên ra loa thôi. Còn các tính năng như cassette và CD thì cái đấy em không test đâu, hỏng hết rồi. Bao nhiêu năm rồi thì nó kém cái phần đấy, chỉ có phần công suất là nó ngon thôi anh em nhé. Công suất của những bọn này thì bao giờ nó cũng bền, rất là bền luôn. Tính đến thời điểm hiện tại này là nó phải 30 năm tuổi rồi mà nó tất cả các thứ đều hoạt động êm ái hết, rất là ngon. Đây, volume này êm ru này anh em này, nó không hề lẹt xoẹt một tí nào luôn nhé. Xoay êm ru nhé, không hề lượt xem tí nào nhé. Đây kể cả cái niếm trình bát tép để em xoay anh em nhé, êm ru luôn này. Anh em chỉ cần bấm cái nút tone này xuống này, đây là có nút tone anh em nhìn nhé. Đấy. Khi anh em bấm nút tone này thấp xuống ấy thì là để ở chế độ chỉnh tone, khi mà anh em để cao nó lên thì là không chỉnh tone, chạy thẳng bình thường luôn anh em nhé. Con này có đèn tia này vậy, rất là đẹp nha. Đấy, bộ thớt này em thanh lý cho anh em với cái giá thì là 1.200.000 thôi anh em nhé, chỉ 1.200.000 thôi, rất là rẻ, vừa bán vừa kỷ niệm cho anh em. Đây, chiều cao của nó là 39 anh em nhé, ngang size 37, chiều sâu là 32, tính cả núm nút nó phải tầm 33 anh em nhé. Con này nó có bị vỡ ở chỗ này, đây chỗ này này, bên ngoài thì nó là cái tem, nó có cái tem nó dán đây thì anh em không nhìn thấy cái vỡ bên trong. Khi mà anh em lột cái tem đi anh em sẽ thấy cái vỡ bên trong. Nếu mà anh em thích để cái vỡ để ngắm thì anh em bỏ cái tem này đi nhá. Còn không thì cứ để dán cái tem này cho nó bịt cái chỗ vỡ đi. Đây, nguyên bản nó không vỡ thì nó bằng thịt như này cả. Đấy. Chỗ này là vỡ rồi nên là dán cái tem. Tem là nguyên bản tem ở trên này này. Anh em lột em chuyển dưới này để đậy vào cho nó đẹp anh em nhá. Đấy. Thanh lý cho anh em 1.200.000 thôi. Giá rất là rẻ. Con này thì cái lực bát của nó đẩy rất là tốt luôn. Em vừa đánh cho em với cặp bát 27, đánh rất là ngon luôn. Đặc trưng của cái dòng loa LOD ấy là rất cần cái lực bát rất là mạnh luôn thì mới đẩy được cái màng loa LOD. Đấy, nên là những cái âm ly của LOD này thiết kế rất là khỏe để mình có thể đẩy được những cái loa LOD đấy.
hoặc là những cái loa Đức loa Anh ấy mà nó khó đẩy lực bass lên ấy, anh em dùng con này, con âm ly LD này đẩy lên lực bass, đẩy lên rất là mạnh luôn. Đây, quay cái phía sau cho anh em nhé. Ui, căng quá ấy dây. Em bỏ cái loa đi. Đấy, mình sử dụng chính cầu loa trên đấy nhé, cầu dưới là cầu sơ đao này không dùng, mình dùng cầu bên trên này thôi. Đây, đường cắm tín hiệu vào anh em nhớ là cắm vào đường này nhé. Đây, có một đường duy nhất để cắm tín hiệu vào là đường này. Đấy, đường in này. Đấy. Anh em không cắm vào bên này nhé. Anh em chỉ cắm vào đúng đường duy nhất này thôi. Cái đường này là cái đường nó chạy thẳng vào mạch chỉnh âm sắc, xong là đi vào âm ly luôn. Đấy, dùng cái mạch này là chuẩn nhất, cái đường này là chuẩn nhất anh em nhé. Còn khi mà đấu vào những cái mạch này, những cái đường vào này, anh em phải đi qua IC chuyển làn trong máy. Phải bấm các cái nút chuyển, ví dụ chuyển sang tuner hoặc phoner hoặc phono này, hoặc là các chế độ aux line thì mình cắm qua cái đường này. Nhưng mà anh em nếu mà chỉ cần cắm một thiết bị thôi thì anh em tốt nhất là cắm vào cái đường này, nó đi thẳng vào máy luôn, sử dụng luôn, nó rất là dễ sử dụng, chỉnh bass tép luôn ở cái đường này. Đây, thông tin ở đây. Cục này chuẩn made in Japan luôn anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đấy cho em này, made in Japan 100V, à 100W này, 100V trên này, 100W, made in Japan. Đấy. 100W đánh rất là khỏe luôn. Có trong lực đánh nó khỏe. Những con âm ly karaoke mà tầm 16 20 sò nhưng mà cái lực đẩy bass của nó lên không được mạnh. Mà to nó cứ oang oang vàng ra. Con này mà mở nhỏ cái lực bass nó lên rất là mạnh, đánh nó khá sướng. Tiếng nó tròn nó không bị vỡ này. Em thanh lý cho anh em chỉ có 1 triệu 2 thôi nhé. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.